Xin chào tất cả các bạn đến với Lậu Online. Hôm nay mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn một bài trong cuốn Romantic Piano Song Collection. Các bạn có thể đăng ký cho mình một cuốn để tiện theo dõi và tập ở nhà ha. Rồi, bài của Jantici các bạn. Rồi, bài này khá là đơn giản về tay trái vì nó chỉ sử dụng 4 hợp âm và kéo dài cho đến hết bài luôn. Và lặp lại giai điệu nữa. Rồi, mình sẽ hướng dẫn tay trái các bạn ạ. Trái nha các bạn. Tay trái thì khá là mỏi tay do đàn quảng tám nhiều nên các bạn chịu khó tập, thông thả tập từ từ sẽ được ha. Rồi. Mi si son si 4 lần nha các bạn. 1 2 3 4. Rồi. Re si son si 4 lần. 1 2 3 4. Re si fa si 4 lần. Re si fa si. Re si fa si. Rồi. Re la fa la 4 lần. Re la fa la, re la fa la. Đó. Rồi mình sẽ đàn liền 4 hợp âm này. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Rồi xuống ghép tay ha, dòng đầu tiên nè. Các bạn ghép vô tay phải này. Son fa son si do si. Fa son fa son la son. Fa mi fa si do si. Fa mi fa. Rồi ghép chậm nè. Fa son fa son la son. Fa mi fa si do si. Lặp lại lần nữa. Son fa son si do si. Fa son la son. Fa mi fa si do si. Fa mi fa 2 3. Rồi phần dưới thì giai điệu tay phải dễ nên mình sẽ ghép luôn cho các bạn ha. Mình sẽ ghép chậm, các bạn chú ý nè. Si son mi son re fa re fa re. Rồi tới phần rải ngón nhanh tay phải này. Đoạn này các bạn chưa tập nhiều thì các bạn cũng sẽ bị mỏi ngón tay, nếu các bạn chưa đàn quảng tám nhiều rồi mình sẽ hướng dẫn luôn nè. Si mi si nè. Si mi si si mi si si mi si si mi si si mi đô mi. Đó. Rồi lần thứ hai. Re si re si re si re si si re si si re si si re si si re la re. Rồi tiếp tục. Fa si fa 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 fa si son si. Đó, các bạn để ngón tay mình à. Rồi tiếp. La re la la re la la re la la re la la re son re. Hết rồi các bạn, chỉ 4 hợp âm thôi. Rồi nó sẽ lặp lại tiếp. Rồi mình sẽ gấp chậm nè. Cái đoạn khó này các bạn cũng chịu khó nhá, tập từ từ nhá, không có vội vàng, không có tập liền được liền đâu, mình phải tập từ từ. Rồi mình sẽ gấp thử các bạn nghe trước nè. Rồi bây giờ mình sẽ gấp chậm, các bạn để ý nhé.
các bạn. Sau thì nó lặp lại như là phần 1, chỉ là cao lên một khoảng 8 thôi, nên các bạn nhìn mình ghép thì các bạn tập luôn ha. Bài này nó phần sau nó chỉ lặp lại một khoảng 8 ha, cao lên một khoảng 8, nên các bạn chỉ cần tập được phần 1 thì phần 2 các bạn sẽ đàn được. Các bạn tập nhiều để có kết quả tốt. Chúc các bạn thành công.